bây giờ chúng ta sẽ xem phương pháp sửa của chúng ta là như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ gạch một đường thẳng xóa bỏ chỗ ghi sai bằng mực đỏ nhưng vẫn phải đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. Thứ hai sau khi gạch xong rồi chúng ta sẽ ghi lại số đúng bằng mực thường ở trên số ghi sai và đồng thời chúng ta phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa sai để khẳng định rằng người phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng đã biết về việc sửa sai này. Ví dụ ở trên, ngày mùng 1 tháng 10 ông Nguyễn Văn A đến trả nợ 100 triệu bằng tiền mặt. Ở trong trường hợp này sai sót về mặt diễn giải. Kế toán lại ghi ngày mùng 1 tháng 10 ông Nguyễn Huy An đến trả nợ bằng tiền mặt phần tài khoản và số tiền đúng rồi chúng ta sẽ không sửa ở đây chúng ta chỉ sửa phần diễn giải thôi. Cách sửa. Đầu tiên chúng ta gạch một gạch xóa bỏ chỗ ghi sai, đáng ra phải gạch bằng mực đỏ nhưng ở đây tôi không có mực đỏ thì tôi sẽ gạch tạm bằng mực xanh. Chúng ta ghi lại nội dung đúng ở phía trên chỗ ghi sai. Tên là Nguyễn Văn A chứ không phải là Huy An sau đó kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán phải ký nhận ở phía trên giả sử tôi là kế toán trưởng tôi sẽ ký vào đây để xác nhận rằng là tôi đã biết về việc ghi sai của các kế toán viên